Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô để qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Dành cho các anh chị mà đang tìm những chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn với giá tầm dưới 400 triệu thôi, thì hôm nay Mai sẽ tổng hợp tất cả những xe mà hiện tại đang có tại Fastcar nha, với giá như là tầm 415 triệu nè cho đến khoảng tầm 258 triệu thôi. Thì bên Mai có chắc khoảng tầm 8 xe đến 10 xe các anh chị. Nên các anh chị hãy theo dõi đến hết video và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi qua chiếc Mazda bên này trước nha. Đây là chiếc Mazda 2. Mazda 2 nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nha các anh chị. Đây mình sẽ đi vô chi tiết hơn và Mai sẽ cho các anh chị xem cái thông tin xe nha. Xe này là nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc đời 2015, bên Mai đang bán với giá chỉ có 412 triệu thôi các anh chị. Nói chung là cái chất xe nhập với lại cái xe mà lắp ráp trong nước á, các anh chị mà sử dụng xe nhiều thì mình sẽ biết. Ở đây nè, có cam lùi rồi ha. Xe cũng nước sơn màu trắng còn khá là mới, khá là đẹp. Cái chị nữ mình đi chiếc này thì rất là sang trọng. Nói chung cái thiết kế của Mazda thì nằm ở một cái tầm khác rồi. Ghế của mình là ghế da nguyên bản nha, sàn có lót sàn rồi nè. Trần còn nguyên bản luôn ha. Đây, xe có màn hình rồi nha các anh chị. Để cho các anh chị xem audio nha. Xe mình đi được 73.000 km rồi ạ. Đời 2015 đi 73.000 km thì cũng không có nhiều. Một chiếc nhỏ gọn cho chị em mình đi trong thành phố chuẩn bị cho mùa mưa này nè, đón con cái, thì một chiếc Mazda thiết kế cực kỳ sang trọng. Và xe này bên Mai còn hỗ trợ trả góp luôn. Các anh chị cần trả trước bao nhiêu, muốn tính toán hay là thủ tục như thế nào thì liên hệ ngay với Mai nhé. Kế bên Mai một chiếc xe cũng là sedan, phân khúc lớn hơn chỉ xíu, phân khúc sedan C, nhưng giá chỉ có 365 triệu thôi. Đây là Cruze đời 2017 số sàn nha. Cái này thì chắc là sẽ ưu tiên cho các anh nhiều hơn. Rồi mình sẽ đi chi tiết hơn chiếc xe này nha. Chiếc xe này thì nước sơn màu trắng còn khá là mới. Đi được, mới nhớ hình như đâu đó, để Mai xem nè. Cruze số sàn đời 2017, đi được mới có 41.000 km thôi các anh chị. À không, xin lỗi, xe này là 58.000 km nha, đang được bán với giá là 365 triệu. Cruze thì mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng tương đương với các cái dòng phân khúc sedan C khác thôi. Ở đây thì mình sẽ thấy nó rộng hơn chiếc Mazda nha, rộng hơn chiếc Mazda một chút. Tại vì phiên bản số sàn thì tầm giá của nó khoảng tầm 365 triệu là phù hợp. Xe thì cũng có la răng đúc hợp kim nhôm nè, ghế của mình nội thất ghế da nguyên bản màu đen, rất là sạch sẽ, rất là sang, có đầu CD luôn. Dòng này trên thị trường xe cũ thì được săn đón khá là nhiều. Hiện tại thì hãng này đã rút khỏi Việt Nam rồi và thay thế đó là của Chevrolet mua lại toàn bộ hệ thống. Nên là bên Mai thì có 3 test hãng hết, nên là các anh chị muốn kiểm tra hãng cái xe này thì mình ra các cái đại lý Chevrolet cũ bây giờ là VinFast á, thì mình sẽ hỗ trợ, họ có hỗ trợ cho mình check cái lịch sử hãng của chiếc này nha. Rồi tiếp theo bên Mai vừa mới về hôm nay luôn, đó là Nissan Sunny đời 2016, đăng ký lần đầu năm 2017. Đây là số tự động nha các anh chị, số tự động, động cơ 1.5, bên Mai đang bán với giá là 342 triệu thôi. Các anh chị đi một vòng chi tiết xe ha. Xe này thì đi được khoảng tầm 93.000 km rồi. Nissan Sunny thì nó thuộc phân khúc sedan B, nên là nó cũng tương đối khá là rộng rãi. Phân khúc sedan B nhưng các anh chị sẽ thấy nó không có quá khác biệt nhiều với một chiếc sedan C đâu. Tính ra là sedan, chiếc Sunny này nó khá là rộng rãi đó các anh chị. Nội thất của mình thì ghế da rồi. Thì ghế da ở đây Mai thấy cũng có dấu hiệu của thời gian một chút đỉnh rồi. Các anh chị về thì có thể sử dụng thêm một thời gian thì mình có thể bọc lại nha. Trần của mình là đã có bọc ni lông rồi đó các anh chị. Xe số tự động luôn nên là cũng khá là thoải mái. Các anh chị mà mình tìm một chiếc xe vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ thì lấy chiếc này cũng khá là ok nè. Đời 2016 thì bên Mai cũng còn hỗ trợ trả góp được. Nhưng mà xe này thì góp được khoảng tầm 50%, khoảng tầm 150, 160 gì đó các anh chị. Rồi mình sẽ đi tiếp nha. Nói chung video tổng hợp thì Mai sẽ quay nhanh chút xíu. Ở bên đây là Hyundai Avante. Hyundai Avante thì đời 2011, bên Mai đang bán với giá là 358 triệu. Các anh chị đi một vòng quanh xe thử nha. Avante thì thuộc phân khúc sedan C, nước sơn màu trắng còn khá là mới. Xe này cũng có được trang bị màn hình sát tách rồi. Chiếc Sunny hồi nãy á, là cái màn hình set-touch đó cũng là anh chủ xe ảnh lên chứ không phải là nguyên bản nha các anh chị. Đó. Ghế của mình đã là ghế da rồi, nhưng ghế da này thì cũng có dấu hiệu hao mòn theo thời gian rồi các anh chị. Xe này đi được, để mới nhớ xem, khá là nhiều xe, không thể nhớ được hết các anh chị ơi. Xe này đi được 93.000 km rồi, bên Mai đang bán với giá là 358 triệu ha. Đó, có màn hình này nè, cho các anh chị xem phía trước ha, có màn hình set-touch rồi nè. Màn hình cảm ứng này có Android, thì có xem được CD, DVD luôn. Ý lộn, có xem được ca nhạc trên đó luôn. Giờ nha, mình đi xuống chiếc phía dưới này trước nha. Ở phía dưới này, Mitsubishi Attrage đời 2019. Xe này cũng còn góp được luôn nha các anh chị. Đời 2019 bên Mai đang bán với giá là 398 triệu. Xe này thì đi được 45.000 km rồi. Các anh chị nào mà mua xe này về mình vừa chạy dịch vụ rồi đi gia đình cũng khá là ok. Bộ ghế da xe này còn mới lắm. Nói chung đời 2019 thì cũng không có hao mòn gì nhiều hết ha. Rồi cho các anh chị xem trên khoang lái. Xe bên Mai thì cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không để tu động cơ hộp số và bao test hãng cho các anh chị. Nên là các anh chị yên tâm, mình xem cái xe nào mà mình ưng thì được. Nếu có điều kiện ở gần á thì các anh chị ghé xem xe. Bên Mai là 642 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức nha. Còn không á thì mình cứ đặt cọc trước rồi giữ xe rồi mình lên mình xem. Rồi tiếp theo một chiếc xe nữa đó là Toyota Corolla Altis nha. Xe này được mệnh danh là thánh giữ giá của Toyota luôn các anh chị. Bên Mai đang bán chiếc xe này với giá là 405 triệu, xe đời 2010 nha. Các anh chị đi một vòng bên xe để xem thử cái chất xe này nha. Altis ở thời điểm mà 2009, 2010 á thì giống như là hot girl thời đó vậy các anh chị. Được rất là nhiều các anh chị mà đặc biệt là cán bộ luôn. Mình cán bộ mà ở tầm trung á thì các anh hay sắm những chiếc xe này để đi công tác tỉnh. Nó chỉ thấp, nó là thuộc phân khúc thấp hơn Camry á, mà theo thiết kế thì nó cũng tương kiểu, nói chung là chắc chắn là thấp hơn rồi nhưng mà nó sẽ tương và cảm giác nó sẽ đầm á, đi nó không có bị phô trương quá. Đó, cái thiết kế này thì khá là cổ điển về đời 2010 mà. Ghế của mình là đã được thay một bộ ghế da mới rồi nha. Xe này thì máy móc keo chỉ nguyên zin hết nên các anh chị yên tâm, bên Mai cũng bao test hãng cho các anh chị. 405 triệu. Một chiếc xe thiết kế khá là cổ điển, đi khá là bền, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra thì bên Mai có Toyota Yaris đời 2010 đang được bán với giá là 345 triệu màu đỏ. Xe đó thì đi được khoảng tầm 110.000 km và cũng một chủ sử dụng từ đầu thôi các anh chị. Ngoài ra thì bên Mai có nhích hơn chút xíu đi ha, thì có Honda City nè, đời 2017 nè. Bản CVT màu nâu đi 90.000 rồi. Xe đã bán với giá là 445 triệu. Và một chiếc Attrage đời 2020 cũng đang được bán với giá là 445 triệu. Và thấp hơn cái phân khúc này một chút xíu thì bên Mai có Mitsubishi Mirage đời 2016 số sàn đang được bán với giá chỉ có 258 triệu thôi. Thì mùa mưa sắp tới rồi nên là các anh chị mình mà có tìm một chiếc xe nhỏ nhỏ đi cho gia đình á, rồi dùng mình lâu lâu về quê hay là lâu lâu đi du lịch gì đó rồi đưa đón con, nó rất là gọn, rất là tiện và cũng tốt cho sức khỏe gia đình mình nữa. Thì nếu mà đang có nhu cầu như vậy thì liên hệ với Mai, Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị sở hữu một chiếc xe như vậy nha. Ngoài ra thì mình có nhu cầu tìm một chiếc xe nào khác, ví dụ như Honda City hay là Hyundai i10, Hyundai Accent gì đó thì cứ liên hệ với Mai, khi mà xe về thì Mai sẽ liên hệ và có thông tin cho các anh chị trước. Ngoài ra cái nữa đó là bên Mai cũng có hỗ trợ trả góp nữa cho những xe đời từ 2015. Nên là các anh chị cần thủ tục trả góp hay là tính toán thử trả góp bao nhiêu, trả trước bao nhiêu, góp hàng tháng khoảng tầm bao nhiêu á thì liên hệ với Mai, Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy thích hãy cho Mai xin một like, comment ý kiến của các anh chị, comment nhu cầu của các anh chị cho Mai biết để Mai có thể hỗ trợ được các anh chị nha. Hoặc là share cái video này đến những người thân của mình, đến các chị em mà đang có nhu cầu tìm xe như vậy, để các chị có thể tìm được một nơi mà mua xe uy tín, có bảo hành nè, bên Mai bảo hành 3 tháng hoặc là 5.000 cây nữa. Đó. Rồi video cũng khá là dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.